Vâng, thì bây giờ là 6 giờ tối ngày 25 tháng 5 trên mảnh đất Lai Đồng, Tân Sơn, huyện Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Còn thì chúng tôi đã về đây để bàn giao cho vợ chồng anh chị Doanh Ngân ngay ở trung tâm xã Lai Đồng và một bộ ghế Tần Thủy Hoàng, một bộ hương đá và chiếc kệ tivi bằng hương đá và một chiếc bàn thờ. Và bàn thờ trên tầng chúng tôi đã lắp xong rồi. Còn đây là trên hình ảnh quý vị nhìn, đây là chị Ngân đây. Và chị là giáo viên trường cấp 1 của xã Lai Đồng nhỉ. Và anh chị đã tin tưởng và đã ra tận cơ sở của tôi để đặt bộ sản phẩm này. Hôm nay hoàn thiện, tôi đã chở vào bàn giao tại nhà cho chị. Và đúng 6 giờ tối ngày 25 tháng 5 năm 2019. Và thì ai có nhu cầu sở hữu một bộ sản phẩm như của anh chị Doanh Ngân thì sẽ xin liên hệ với số điện thoại 0987510806 và cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, tôi nằm tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và chuyên sản xuất đồ nội thất, giường, tủ, bàn, ghế, đồ thờ. Và ai có nhu cầu thì lại chúng tôi xin phục vụ nhiệt tình và xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này. Và đây. À, nhìn đẹp không chị? Được rồi. À, nhìn ghế đẹp không? Ngồi trong một thời gian đã xong, vâng. Đẹp, chất lượng. Đâu để xem được 3 tiền nữa thì 3,5 triệu.